Ở 3 tập trước, chúng ta đã được chứng kiến không khí mà đoàn xe Tiger Crystal đã mang đến tại Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ. Và chắc chắn, tại điểm cuối hôm nay, chúng ta cũng sẽ thấy được sự náo nhiệt và năng động của thành phố Hồ Chí Minh, nơi có lượng tiêu thụ bia lớn nhất nước. Còn con người thì sao? Chỉ có hai chữ mà thôi, là xanh điệu, năng động, và dĩ nhiên là khẩu vị bia cũng thế. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu sự xanh điệu đó trong Nhịp Sống Sài Gòn, cùng hai người bạn đồng hành quen thuộc là NJ và DJ Quang. Và bây giờ sẽ là điểm cuối cùng của hành trình sảng khoái cùng Tiger Crystal âm 1 độ C tại thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn trong mắt người xưa và nay vẫn thế. Đô hội và phồn hoa từ thuở mới thành hình. Vị thế của Sài Gòn khiến con người nơi đây sớm tiếp nhận được những ảnh hưởng của nhiều luồng văn hóa. Để nhắc đến cái tên Sài Gòn là nhắc đến nét phố đất Tây trong quy hoạch kiến trúc. Nghĩ đến Sài Gòn là nghĩ đến nơi hội tụ của nhiều ngôn ngữ và cũng là điểm sáng về văn hóa ẩm thực phong phú của chốn đô thành. Và Sài Gòn cũng thế, kẻ đến, người đi. Nhưng Sài Gòn xưa chỉ khác nay bởi những cái mới hơn bên nếp cũ. Và đây chúng ta lại gặp nhau trong chương trình thật sáng khoái cùng hành trình Tiger Crystal âm 1 độ C. Và đây là điểm dừng chân cuối cùng, thành phố Hồ Chí Minh. Trở về với thành phố là trở về với những con đường quen thuộc của NJ và DJ Quang. Luôn đông người, xe cộ tấp nập và đang xem vào đó là những hàng quán với những món ăn hấp dẫn. Em thật là có tâm hồn uống. Đang nói về Tiger Crystal mà em còn nói về các hàng quán. Địa bàn của mình mà anh lại nói về Tiger Crystal, em phải liên tưởng ngay tới những món ăn. Nào, không thể chờ đợi được nữa, mình cùng đi một vòng thành phố nào. Ok, let's go. Sài Gòn nổi tiếng với nhịp sống nhanh và đông đúc, là thiên đường của quán xá với nhiều mô hình đa dạng. Nếu muốn tìm kiếm sự trẻ trung, sảng khoái, vui nhộn và năng động trong cuộc sống tất bật thì Sài Gòn chính là sự lựa chọn lý tưởng dành cho bạn. Nếu có dịp khám phá văn hóa ẩm thực, Sài Gòn có hết, dồi dào mà vẫn có nét riêng. Tham gia này, theo em thì đặc sản Sài Gòn là gì? Theo anh Giang nghĩ đặc sản Sài Gòn là tập hợp được tất cả đặc sản các vùng miền khác. Giống như ta muốn ăn ốc thì Sài Gòn là Chi Phương. Muốn ăn bê thui thì ra Phạm Văn Hai. Còn đây là món gì em? Đây là món dê xào lăng. Dê xào lăng, dê cũng là một đặc sản của Sài Gòn. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cảm nhận được cái hương vị thân quen và gần gũi. Dạ chào anh, có thể cho em biết là anh thích uống bia vào lúc nào nhất? Chiều tối. Mình thích uống bia vào mỗi buổi chiều đi làm về. Vậy khi mà uống bia vậy thì anh thường dùng với lại món những món ăn nào? Tất cả mọi món, ví dụ như bình thường là khi vô quán thì không phân biệt là món ăn hay là cái gì. Nhưng mà anh em thích thì ngồi nhậu chơi vui. Bia thì mình thích dùng với các món bò. Người Sài Gòn người ta thích uống cái vị bia là sau khi uống say là người ta không có bị nhức đầu. Em có thường xuyên uống Pita Crystal? Cũng khá thường xuyên. Khi nào đi với bạn bè thì em cũng có thường xuyên uống bia này. Mình uống rất là nhiều lần rồi, vì bia rất là đậm đà, rất là sảng khoái. Crystal.
Tiger Crystal âm 1°C lần đầu tiên có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Dưới đây những đại sứ xinh đẹp đại diện cho nhãn hàng Tiger Crystal sẽ hướng dẫn quý khách đến đoàn xe để có được những trải nghiệm thật thú vị và thật sảng khoái cùng hành trình Tiger Crystal âm 1°C. Sau một thời gian chờ đợi thì ba chiếc xe buýt cũng đã đến. Và lần nào cũng vậy, mỗi lần ba chiếc xe xuất hiện thì không khí sẽ được âm nóng lên. Những thực khách trong kia khi được BG phát vé mời cũng đang rất là háo hức để tham quan ba chiếc xe. Như các tập trước các bạn cũng đã biết, ba chiếc xe được thiết kế rất là đặc biệt. Và nó nói lên về công nghệ sản xuất bia Tiger Crystal rất là độc đáo. Nào, nói nhiều không bằng mắt thấy đâu, hãy cùng mọi người ở đây tham quan ba chiếc xe nhé. Hành trình Tiger Crystal âm 1°C bao gồm ba chiếc xe với ba hình thức khác biệt nhau. Một xe với mô hình sản phẩm chai Tiger Crystal cao hơn 4m. Một xe khác với hệ thống xem phim mini 3D cực kỳ hiện đại trong môi trường âm 1°C. Và tất nhiên, không thể thiếu xe thứ ba với một quầy bar Tiger Crystal mini với nhạc sống sôi động. Đây là một cái event rất là độc đáo, kiểu một cái chai Tiger rất là khổng lồ chạy khắp cả nước như này, rất là ngạc nhiên và vô cùng thích thú. Nghe đến âm 1°C thì bạn nghĩ nghe đến cái gì ạ? Mình nghĩ ngay đó là một cảm giác rất là mát lạnh, và khi mà mình bước vào cái xe này mình cũng thấy cảm giác lạnh nó lan tỏa giống như một chai Crystal vậy đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Các bạn cảm thấy đoàn xe như thế nào? Quá đã, một tuyệt là mát. Anh, mấy ông bạn em ở chỗ khác tới thì gọi anh Jay. Sài Gòn có gì ăn, có chỗ nào chơi vui. Em dẫn đi sở thú, coi thú. Hay là làm sen đập dịch á. Sợ gì anh, cái đó là hồi nhỏ thôi. Như tuổi trẻ bây giờ nha em là thích đi chỗ nào sôi động, sành điệu. Muốn đi sôi động, sành điệu thì em dẫn nó đi bar, club. Bar club ở thành phố này rất là đông và nó đủ cho từ người trẻ đến người lớn tuổi và nó đủ thể loại hết. Mà có một thói quen nha, mỗi lần đi bar club về là phải đi ăn chứ không về nhà đâu. Ăn đêm thì người ta hay đi quận nhất nè, quận ba, quận năm nè, và thường thì người ta tập trung ở đường Nguyễn Trãi là đông nhất. Mà mấy đứa bạn ở Sài Gòn á, nó khác mấy đứa bạn ở chỗ khác tới. Ở Sài Gòn nó hay chơi skateboard với lại breakdance ở ngoài công viên. Đúng, nói chung là giới trẻ thành phố này rất là trẻ trung, năng động và sành điệu. Có biết chương trình này trước rồi, nên hôm nay mình đến tham quan. Vậy ngay cái lúc mà bạn biết về chương trình đó thì bạn sẽ tưởng tượng nó như thế nào? Tưởng tượng nó là cái trang trí chiếc xe cũng bình thường thôi, cũng không nghĩ nó sẽ hoành tráng đến như vậy. Mà em bước vào quán, em thấy cái không khí mà cứ lời xe này như thế nào? Em cũng mới tới thôi nhưng mà đi nghe qua đó thì thấy nó mát lạnh. Hơi lạnh, bởi vì hơi nhiều đá. Sau khi mà bạn đã tham quan ba chiếc xe này rồi thì cảm giác của bạn như thế nào? Thấy nó gọi là quá hoành tráng, vượt ngoài cái tưởng tượng của mình ban đầu rất nhiều. Mình thấy chương trình đoàn xe này trang trí rất là đẹp và rất là hoành tráng. Mình rất là ấn tượng cho được event lần này của BKG. Dạ, hy vọng Tiger Crystal sẽ còn tiếp tục và mang đến nhiều điều bất ngờ cho anh, được không anh?
Tiger Crystal, xin chân cảm ơn sự cộng tác chân thành và giúp đỡ nhiệt tình của nhà hàng Nhà Sàn và nhà hàng Vương Lúa Ba. Một lần nữa xin cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách vào một ngày gần đây nhất. Chúc quý khách có một buổi tối thật vui vẻ. Một hành trình thú vị với rất nhiều kỷ niệm cùng với Tiger Crystal. Hy vọng Tiger Crystal sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình hấp dẫn như thế này nữa. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.